buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Tuyên Mai xin thay mặt ban tổ chức xin được kính chúc quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Chúc quý vị có một buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ, đầm ấm, đầy ý nghĩa và thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, trong mấy năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương cũng như là phong trào văn hóa xã hội đã từng bước chuyển mình và phát triển một cách toàn diện, kể cả về tinh thần, vật chất cũng như an sinh xã hội, điện, đường, chuồng trại, và đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao cũng đã và được từng lớp thế hệ già, trẻ, trai, gái đã tham gia tích cực và sôi nổi vào các môn như các môn cầu lông, bóng đá, bóng bàn, đi bộ, tập gym, thể dục dưỡng sinh, và cũng không thể bỏ qua trong đó có môn cầu lông do hội người cao tuổi xã Tiến Thắng thành lập câu lạc bộ, đến nay đã tròn 3 năm tuổi. Hiện tại câu lạc bộ đang hoạt động rất đều đặn tại sân chơi gia đình ở Bắc Phong. Để có một sân chơi vui khỏe, lành mạnh, luyện tập tốt, câu lạc bộ không thể quên được công lao to lớn của gia đình hai bác Phong Thà. Gia đình hai bác đã có một không gian rộng rãi, mát mẻ, tính tình luôn cởi mở, hòa đồng, luôn răng tay đón chào và thu hút các thành viên mới, ân cần chỉ bảo từng cách đi, từng cách đánh để các thành viên có thêm động lực và tham gia tích cực vào câu lạc bộ. Kính thưa quý vị, chính vì vậy mà hôm nay đây câu lạc bộ đã tổ chức sinh nhật nhằm mục đích được giao lưu, học hỏi, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, luôn hướng tới một cuộc sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, về từ chương trình sinh nhật tối hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu đã về dự hôm nay tại sân nhà Bắc Phong. Có câu lạc bộ yêu dân ca, câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ khiêu vũ và 20 thành viên trong câu lạc bộ cầu lông đã có mặt đông đủ, xin được nhiệt liệt chúc mừng. Đặc biệt hôm nay có 5 nhà tài trợ chính đã góp phần không nhỏ vào chương trình để buổi sinh nhật của câu lạc bộ được thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng và chân thành cảm ơn các nhà tài trợ. Vâng, sự có mặt đông đủ của quý vị là niềm vinh hạnh của câu lạc bộ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Vâng, sau đây để tiếp theo chương trình xin trân trọng và kính mời bác Đỗ Quang Phong, chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông lên khai mạc chương trình. Xin trân trọng và kính mời. Để tiếp theo chương trình, tôi xin kính thưa ông Lê Văn Chiến, chủ tịch hội người cao tuổi xã Tiến Thắng. Kính thưa ông Nguyễn Công Cường, chi hội trưởng hội người cao tuổi thôn Bạch Chữ. Thưa toàn thể các ông và anh chị em trong và ngoài câu lạc bộ, hôm nay ngày 10/6/2022 được sự nhất trí hội người cao tuổi xã Tiến Thắng cho phép câu lạc bộ cầu lông tổ chức sinh nhật lần thứ 3 ngày 10/6/2019, ngày 10/6/2022. Lần đầu tiên thay mặt câu lạc bộ, tôi xin được kính chúc quý vị đại biểu về tham dự buổi tối sinh nhật tại sân chơi gia đình một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đầy ý nghĩa. Chúc cho buổi sinh nhật của câu lạc bộ cầu lông thôn Bạch Chữ được thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, câu lạc bộ cầu lông thành lập đến nay đã tròn 3 năm tuổi. Trong thời gian hoạt động, các ông và anh chị em đã tham gia rất nhiều, rất nhiệt tình với lòng đam mê thể dục, thể thao và tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên, gắn bó, đoàn kết cùng nhau tạo cho mình một sân chơi lành mạnh, đi cùng nhau hướng cho mình một cuộc sống vui vẻ, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Kính thưa quý vị đại biểu, trong năm vừa qua, do tình hình dịch bệnh Covid nên tất cả các phong trào của địa phương tạm dừng để chống dịch. Đến nay, dịch bệnh đã ổn, mọi phong trào đã đi vào hoạt động, trở lại bình thường. Tôi mong rằng các ban ngành, toàn thể trong thôn cần quan tâm đến phong trào văn hóa xã hội của địa phương, đặc biệt là văn hóa xã hội hội người cao tuổi, hãy nhân rộng và thu hút thêm được nhiều thành viên tham gia vào các câu lạc bộ thể dục thể thao nhằm mục đích nâng cao sức khỏe tuổi già, giảm được bệnh tật, tăng thêm tuổi thọ để giúp đỡ một phần nhỏ bé của mình cho gia đình và xã hội. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chương trình sinh nhật của câu lạc bộ cầu lông hôm nay xin giới thiệu có đội khuê phú của xã Kiến Thắng cũng đã về dự sinh nhật, và sau đây xin trân trọng và kính mời bác chủ nhiệm Đỗ Quang Phong lên nhận hoa của câu lạc bộ khuê phú ạ. Vâng, kính thưa các anh các chị, trong câu lạc bộ cầu lông xã Kiến Thắng hôm nay nhân ngày sinh nhật lần thứ 3 của câu lạc bộ, thì câu lạc bộ cầu lông chúng ta có mời câu lạc bộ khiêu vũ xã Tiến Thắng đến đây để dự sinh nhật và giao lưu. Tôi đại diện cho chị em trong câu lạc bộ khiêu vũ xã Tiến Thắng đến đây có một bó hoa tươi để tặng cho câu lạc bộ. Tôi chúc cho câu lạc bộ của chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và càng ngày càng lớn mạnh hơn. Xin lỗi các ông các bà đây, tại sao lại các ông các bà mà gọi là anh chị, chứ chúng ta phải gọi anh chị cho nó trẻ chứ không thể gọi là ông bà, đúng không ạ? Câu lạc bộ khiêu vũ và cũng xin chúc câu lạc bộ khiêu vũ ngày càng phát triển vững mạnh và chị em luôn luôn tươi trẻ, vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình của mình ạ. Yêu dân ca con họ Bắc Ninh của xã Tiến Thắng cũng đã về dự và có lẵng hoa tươi thắm để tặng câu lạc bộ của chúng ta. Vâng, sau đây xin trân trọng và kính mời bác Đỗ Quang Phong lên nhận hoa của câu lạc bộ. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 3 của câu lạc bộ cầu lông thôn Bạch Chữ xã Tiến Thắng, Nguyễn Nguyên xin đại diện cho câu lạc bộ quan họ xã Tiến Thắng đến có lăng hoa để kính chúc tất cả các ông bà, các anh các chị trong câu lạc bộ cầu lông xã Tiến Thắng một sức khỏe dồi dào và câu lạc bộ luôn phát triển. Hơn nữa xin cảm ơn. Thay mặt câu lạc bộ cầu lông xin cảm ơn câu lạc bộ dân ca xã Tiến Thắng. Xin cảm ơn. Vị đại biểu khách mời lên trên sân khấu để cùng chung vui với buổi sinh nhật của câu lạc bộ hôm nay để các bánh sinh nhật ạ.
tay mà ta cùng vui tất lên. Happy birthday to you.